7 trận liền rồi đúng không? À, bình thường, thua là chuyện bình thường. Cha con nó đầu chê ông bắt, ông chê đất vậy mẹ. Đã gì không có hạn nữa, xua tao mấy chục bậc không à, thua là chuyện bình thường. Không muốn thắng đâu à, hay muốn quà. Mày khùng. Chơi chiến thuật của ổng này kia rồi. Toàn cùng chào không. Bình luận nó nhảm. Đá thua 1-0 là phải là khen ổng á. Đừng nói chơi. Thì lỗi xíu. Mình sẽ kiểm tra con này luôn. Tắt nguồn. Còn đòi nó trong này. Tấn công ngay từ đầu ha, sao sao nó tùm lum giáp. Không phải cáp nè. Đá với nó đậu cái trình độ cao thì thấy nó vậy chứ. Bạn để ý cái đậu in trắng trắng này. Để đi đá với em mình lao thử nó bị xước hay là nó bị cái hàng gì đó, cụ bóc khác. À dính dừa. Lao cái chia. Bim vừa nay rồi. Philippines giờ nhập cầu thủ nhập tịch nó cũng đá cũng phải cũng không đến nổi. Ra một cái em rồi hả nha. Hai cái em một cái không có quẩn quấn giấy được. Đang quay hả? Ừ. Ủa Nghĩa anh nhớ Nghĩa có cái xung xung mình để đâu? Không có. Không không có. Có cái A mấy mà A6 à, cái đó lâu rồi. Cái đó rồi. Đưa cho ông bà già xài. Già xài iPhone không hả? Không có Samsung đâu. Dạ. Cái máy này hư đầu in rồi, xước đầu in nặng luôn. Đọc anh số series. Giờ là anh lang vệ sinh. Cái vệ sinh là phải vệ sinh kỹ luôn các bạn, xung quanh bụi bặm gì vệ sinh luôn. Một chút xíu mình chỉ cho các bạn cái chỗ nó đầu in nó bị xước, đặt nằm xuống nha. Nằm xuống. Đây. Đầu in nó bị xước đây. Để mình lấy nét nó vô trên giữa cho mình. Đây. Cái phần in được là cái phần mảnh mảnh màu đen đây. Mà cái phần đây nó bị tróc ra luôn rồi nè, tróc luôn rồi. Cái này mà đưa vô kính hiển vi sẽ thấy rõ, tróc luôn rồi, chỗ này tróc luôn. Tróc luôn rồi. Nên in ra nó tạo ra cái đường màu trắng như vậy. Nè. Mình ráp vô mình in lại nha. Chỉ tách thay đầu in không. Không sửa được, đầu in không sửa được. Rồi, in lại. À, cái đường xước hai đường giống nhau ha. Trên dưới giống nhau trước. Đường này không có sửa được, đầu in hư không sửa được ha. Máy ok, chỉ có hư đầu in, chỉ cần thay đầu in là ok.